Trên đó là con trồn bay. Trên đó là con trồn bay, nó là thuộc dạng nhóm động vật quý hiếm. Nó thấy đang ở trên cây. Mình đi con coi. Cái này là mình quay phim bằng điện thoại S21 cũng như là chụp bằng máy Canon, máy Nikon D810 với ống tele của nó là 200-500, nhưng mà tại vì trời hơi tối do đó chụp hình nó không được rõ và hơi rung. Và khoảng cách thì nó cũng khá xa. Này, trong cái khu rừng ở Đồng Nai các bạn nha, mà mình cũng không thể nào nói với chi tiết ở nơi nào vì cũng đã hứa với các bạn ở đây rồi, chắc không là người ta biết thì người ta tới bắt nó ngay. Đây là cái dạng động vật nó cũng quý hiếm và nó còn có nguy cơ cũng bị mất nhân ở Việt Nam cũng như ở Đông Nam Á. Các bạn hãy cùng mình truyền những cảm hứng về đam mê, về môi trường, bảo vệ môi trường và động vật hoang dã, góp phần bảo vệ cho thiên nhiên chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã bấm đăng ký để theo dõi kênh của mình. Dễ nhớ nhất là các bạn cứ bấm vào câucabiển.com nhé. Xin cảm ơn các bạn.